không thích được buông lời cay đắng. Đáng nói hơn đồng đội cũ quay lưng, xin rút khỏi đội tuyển dưới chiều đại hữu thắng. Đau lòng khi nghe tin đồng đội cũ đã từng chiến đấu cùng chung với nhau một màu áo. Nhưng bây giờ chỉ trích anh trước giới truyền thông. Lê Công Vinh nhắm thẳng vào anh Đức, không còn khát khao lên tuyển thì chẳng ai cần dùng. Những con số không hề biết nói dối sẽ chứng minh giá trị đẳng cấp ngay bây giờ. Chạy nhiều nhất đội và liên tục bị phạm lỗi, những thống kê đó thì vẫn chưa bất ngờ. Là tiền đạo cắm hô hấp bằng bàn thắng và tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Nhưng khổ nhất là di chuyển theo chiến thuật thầy Bắc, chạy theo hình chữ thập và ghi bàn trên không. Bây giờ ta quay trở về 10 năm trước lúc dưới cái bóng của Công Vinh. Anh Đức vẫn là chân gỗ so với Văn Quyến và Thanh Bình, những nhân tài bóng đá dần được Việt Nam sản sinh. Rồi thời gian sau đánh bại người Thái, Công Vinh ghi bàn thắng quyết định. Vui cho đất nước, buồn cho bản thân. Anh Đức không được triệu tập vào thời điểm đó, muốn nản dần. Phải trải qua rất nhiều nỗ lực tự mình đứng dậy và phấn đấu, cũng chính nhờ nguồn năng lượng tích cực vượt qua thử thách đang cản chân. Khát khao trái bóng khẳng định vị thế, sát sao với trái bóng tự hứa chỉ để thi đấu chuyên nghiệp, cống hiến một phần sức mình cho đội tuyển. Đặt ra mục tiêu kể từ hôm đó, Đức lao đầu và tập luyện, cuối cùng cũng mài sắc được lưỡi kiếm. Cũng là lúc anh Đức hầu như không còn đái hoài tới đội tuyển. Chẳng còn thiết tha như lúc trẻ, anh luôn tìm cách để tránh né. Chiều đại hữu thắng bắt đầu cũng là lúc anh nói lời giải nghệ. Tin nhắn ngắn gọn của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lôi kéo anh trở lại sau 2 năm vắng bóng. Ngay lúc này, công thầy Hàn Quốc sang Việt Nam thử việc. Nhìn lối chơi của anh Đức cho rằng cậu có thể hủy diệt. Gừng càng già càng cay, anh bây giờ đã cho thấy sự mài dũa tập luyện mệt mài cho ra anh Đức của hôm nay. Vừa trong rất nhiều năm cần mẫn ngọn đuốc ấy, cuối cùng cũng cháy. Bất ngờ trở lại tại sát rực rỡ khiến cho người khó tính cũng ngất ngây. Không đợi tuổi, người xưa đã khẳng định năng khiếu bộc lộ sớm sẽ gặt hái quang vinh. Nhưng trường hợp anh Đức có lẽ là ngược lại, tỏa sáng sau nhiều năm vượt qua giới hạn mình. Tài năng thì có thể chớm nở, nhưng nếu thiếu tích cực chắc chắn sẽ lụi tàn. Ngược lại nếu nghị lực và khát vọng chưa hết, kiên trì trui rèn thì sắt cũng thành vàng. Số phận nào đó trong sự nghiệp Văn Quyến đã làm anh ngẫm lại và thấy thật xót xa. Một bài học quý giá về thái độ chuyên nghiệp của người đồng đội cũ được anh Đức rút ra. Bình bỉ và phấn đấu không ngừng để thay đổi cuộc đời nó chứ không phải cổ suý. Nếu bạn là chân gỗ thì đừng sớm bỏ cuộc, mà hãy thử một lần biến thành khúc gỗ quý. Thử luôn sắc bén trong những pha tranh chấp là đặc sản thất truyền của bóng đá Việt Nam. Nó chơi hiện đại một trung phong đúng nghĩa, cùng với phong độ ổn định qua nhiều năm. Nếu Vivon Pichlo là nghệ sĩ lại giữa những hậu vệ sẵn sàng triệt hạ kẻ nào chống, thì ở nền bóng đá thấp hơn anh Đức không khác gì khối bê tông giữa một rừng đá hồng. Khả năng tì đè và làm từng cực tốt, không chỉ dũng mãnh chân dài giúp chạy nhanh hơn, bản năng thính nhạy với bàn thắng của sát thủ uy lực hiệu quả không kém phần giản đơn. Ở một diễn biến khác, trong ngần ấy thời gian, mọi tình huống bóng tấn công anh Đức là tâm điểm giúp đội bóng thất thủ 4 lần đăng quang ở giải đấu V-League, năm nào cũng đương kim, hiểu chứ? Lặng lẽ về nhà sau chiến tích, không thích phô trương đến những nơi ồn ào, toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội tuyển vì là tỷ phú với chuỗi cửa hàng thể thao ngày đó. Có quá nhiều mẹ rẻ xuất hiện trong bức hình, một trụ cột, một thần đồng, một chân gỗ, một tài năng, và duy nhất chân gỗ trụ lại đến tận bây giờ để thêm lần nữa làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Một lần nữa sống dậy. Đăng ký phía dưới để ủng hộ Di Xuân nhé.